Trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập phần kim loại. Về kiến thức cần nhớ, các em cần nhớ 3 phần chính, đó là dãy hoạt động hóa học của kim loại, tính chất hóa học của kim loại và hai kim loại điển hình nhôm, aluminium, Al, sắt, iron, Fe. Câu nhắc của dãy hoạt động hóa học của kim loại được đọc như sau: khi ba cát nàng muốn ăn me dốt, cô phái người sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Thầy đã chia dãy này thành các nhóm màu khác nhau. Ở nhóm màu đỏ là những kim loại có thể tác dụng với nước tạo thành base và giải phóng khí hydro. Từ Mg về sau thì kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của nó. Nhóm kim loại màu vàng nâu là nhóm không tác dụng với các acid để giải phóng khí hydro. Và nhớ là từ trái sang phải, độ hoạt động hóa học của kim loại sẽ giảm dần. Kim loại có thể phản ứng được với phi kim tạo muối hay oxide, phản ứng với dung dịch acid tạo muối và khí H2. Tác dụng của dung dịch muối tạo kim loại mới và muối mới. Về nhôm sắt, các em chú ý 4 phần chính. Nhôm và sắt đều thể hiện tính chất chung của kim loại như ở phần 2. Và cả nhôm sắt đều không phản ứng với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội. Nhôm sủi bọt và tan trong dung dịch kiềm. Đây là tính chất riêng biệt của nhôm, tính chất đặc biệt của nhôm, dùng để nhận biết nó so với sắt, phân biệt nhôm và sắt. Về hóa trị, nhôm chỉ có một hóa trị 3, sắt có hai hóa trị, vừa có hóa trị 2, vừa có hóa trị 3. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập về những phần này nhé. Chúng ta bắt đầu bài 2 trang 69. Đề cho chúng ta 4 cặp chất, hỏi cặp nào có phản ứng, cặp nào không phản ứng. Trong đó có cặp B và C. Cặp B, nhôm và HNO3 đặc nguội. Cặp C, sắt và H2SO4 đặc nguội. Như lúc nãy mình biết là nhôm và sắt đều không phản với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội, nên cặp B và C không có phản ứng. Chỉ có phản ứng xảy ra ở cậu A và cậu D. Al, tác dụng Cl2 sẽ tạo AlCl3. Các em nhớ công bằng và phản ứng không có điều kiện. Fe khi tác dụng với dung dịch CuNO3 hai lần, thì Fe thể hiện hóa trị 2, nên sẽ tạo FeNO3 hai lần và Co. Phản ứng đã tự bằng. Sang bài số 3, các em đọc đề trong sách giáo khoa nhé. Người ta cho 4 giả thiết và yêu cầu mình xếp 4 kim loại ABCD. Biết rằng 4 kim loại này đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Ở giả thiết thứ nhất, A và B là tác dụng với dung dịch HCl giải phóng khí hydrogen. Tác dụng với HCl nghĩa là nó đứng trước H. Giả thiết thứ hai, C và D không có phản với dung dịch HCl. Vậy em suy nghĩ, nó đứng trước hay sau H? Nó đứng sau H. Giả thiết thứ ba, B tác dụng với dung dịch muối của A và giải phóng A. B giải phóng A có nghĩa là B sẽ mạnh hơn A, là B đứng trước A. Giả thiết cuối cùng, D tác dụng được với dung dịch muối của C và giải phóng C. Vậy là D với C, kim loại nào mạnh hơn? D giải phóng C là D đẩy C á, vậy là D sẽ mạnh hơn C. Vậy D sẽ đứng trước C. Cụ thể giờ mình sẽ ghi lại: ở giả thiết 1, AB đứng trước H. Giả thiết 2, CD đứng sau H. Giả thiết thứ 3 là B đứng trước A. Giả thiết thứ 4 là D đứng trước C. Vậy giờ mình sắp xếp đi.
B rồi tới A rồi tới D rồi tới C. Chọn đáp án C nhỏ. DA BC. Bây giờ chúng ta sẽ giải toán tìm kim loại nhé. Bài số 5. Cho 9,2 gam một kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 gam muối. Hãy xác định kim loại A, biết rằng A có hóa trị 1. Kim loại tác dụng với phi kim sẽ tạo muối. Mà theo đề bài A hóa trị 1, gốc Cl cũng hóa trị 1, nên công thức muối tạo thành sẽ là ACl. Các em nhớ cân bằng nhé. Đề cho khối lượng của A là 9,2 gam. Khối lượng của muối là 23,4 gam. A có khối lượng, ACl có khối lượng. Vậy tính được khối lượng của Cl2 không? Làm sao tính? Dùng định luật bảo toàn khối lượng. Đây, tính được khối lượng Cl2. Có khối lượng thì tìm được số mol. Sau đó chúng ta viết phương trình thế số mol Cl2 vô. Suy ra số mol A. Tại sao phải tìm số mol A? Tại vì đề cho khối lượng của A. Nè. Thì tìm thêm được số mol sẽ tìm được M lớn của A. M lớn A sẽ bằng khối lượng chia số mol của nó. Tức là lấy 9,2. M nhỏ A nào. Chia cho số mol của A. Ra 23 gram trên mol. 23 gram trên mol. Đó chính là khối lượng mol của sodium Na. Tên cũ là natri. Các em về tự luyện lại bài này nhé. Cố gắng luyện lại bài này. Chúng ta ôn lại chuỗi phản ứng. Bài 4 trang 69 có 3 chuỗi. Ở chuỗi A, từ Al thành Al2O3. Nhận xét, thấy nó tăng O, vậy cộng O2 vô. Từ Al2O3 thành AlCl3. Đây là basic oxide, tạo thành muối, thì cộng acid. Từ muối AlCl3 thành base. Từ muối ra chất nào thì cộng chất đó. Vì muối ra base thì cộng base. Và điều kiện phải là hai tan tạo tủa. Cho đó chúng ta chọn base tan NaOH để thực hiện phản ứng số 3. Phản ứng 4. AlOH 3 lần là base không tan. Chuyển thành Al2O3 là basic oxide. Thì chúng ta sẽ nhiệt phân lên. Phản ứng số 4 nung lên. Nó ra basic oxide với cái gì có nhớ không? Với nước. Phản ứng 5. Từ đây xuống đây. Phản ứng này đặc biệt các bạn phải học thuộc nhé. Chúng ta điện phân nóng chảy với cryolit thì sẽ tạo Al và O2. Cuối cùng phản ứng 6. Từ Al là kim loại thành AlCl3 là muối. Em thấy tăng Cl. Thì cộng Cl2 vô. Hoặc có thể dùng acid HCl. Nếu dùng HCl thì nó sẽ tạo muối AlCl3 và khí hydrogen H2. Các em về luyện viết các phương trình này lại. Chữ B. Từ Fe là kim loại, tạo muối FeSO4 giống như chuỗi A6. Nhưng chúng ta không có cái chất SO4 hay SO3 gì đâu nha. Chỉ cộng với acid thôi. Acid đó bắt buộc có gốc SO4. Vậy cái acid đó là gì? Là H2SO4. Phản ứng B1 cộng H2SO4. Phản ứng 2. B2 em nhìn coi nó giống với A mấy. FeSO4 là muối. FeOH 2 lần là base. Vậy nó giống với A3. Chúng ta chọn NaOH. Phản B3. Từ FeOH 2 lần thành FeCl2. Đây là base sang muối. Thì ưu tiên 1 là cộng acid. Và đối với phản ứng này chỉ có thể cộng acid. Vì sao? Vì base này không tan. Base không tan. Các hợp chất không tan thì chỉ có thể hòa vào acid. Nó mới thực hiện được phản ứng nha. Sang chuỗi C, FeCl3 là muối, FeOH 3 lần là base, Fe2O3 là basic oxide, Fe là kim loại, Fe3O4 là basic oxide. Từ muối ra base thì giống cái chuỗi nào, giống phản nào trên đây? Giống A3, cộng NaOH vô. C2, từ base không tan. Chuyển thành basic oxide giống cái nào của câu A, giống A4,
base không tan thành basic oxide, nhiệt phân lên. Phản ứng 3, Fe2O3 thành Fe. Phần này các bạn sẽ sử dụng lại kiến thức hóa học lớp 8. Từ basic oxide hay là oxide của kim loại chuyển thành kim loại thì chúng ta sẽ dùng hydrogen H2 để khử. Nó sẽ tạo kim loại và nước. Phản ứng 4, giống với A mấy, giống A1, tăng O, cộng O2 vô. Các em về nhà luyện ba chuỗi này nhé. Và ôm lại cho thầy phần oxide, acid, base, muối. Cũng sắp tới kỳ kiểm tra học kỳ rồi nên các bạn hãy ôm lại các bài tập đã làm, đã hướng dẫn. Chào tất cả các em. Hẹn gặp các em ở những phần ôn tập sau.